Một số thao tác thực hành cơ bản. Các em đang nghe bài giải trên kênh Emily Chemistry Aerobic. Cách lấy hóa chất lỏng. Cách lấy hóa chất rắn ở dạng bột. Cách lấy hóa chất rắn ở dạng hạt. Cách lắp ống nghiệm vào giá đơn giản. Cách đun nóng ống nghiệm. Cách đun nóng ống nghiệm.